Đức Thầy cho chúng ta biết là cái ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Tiên Đình hoạch định cuộc, nguy cơ thảm họa sắp tràn lan rồi. Đây là thời cơ đã đến rồi, đã đến lúc Đức Thầy để lâm phàm để cứu độ cho chúng sanh. Và tất cả các chúng sanh coi như là lâm vào trong hoàn cảnh đen tối, lâm vào trong hoàn cảnh hết sức là cái tình huống khổ sở vô cùng. Vì vậy cho nên Đức Phật mới lâm phàm cứu độ cho chúng sanh. Đời nếu được bình yên thật sự, ai cũng đều hưởng thọ trường sanh. Chọn vui, chọn sáng, chọn lành, Phật đâu gọi việc tu hành làm chi, không? Nếu như đời này mà chọn vui, chọn sáng, chọn lành, ai cũng hưởng được sung sướng, thì ông Phật không có lâm phàm để làm gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. Và kính thưa quý cô bác lớn tuổi đại diện cho gia tộc, và kính đến đồng đạo Úc Nhân đại diện cho gia đình, cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho thân mẫu, và kính đến quý ông, quý bà và hầu hết toàn thể quý cô bác anh chị em hiện diện thân kính. Nhân hôm nay là ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho đấng thân của đồng đạo Úc Nhân, mà tất cả cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo xa gần chúng ta tiếp nhận được lời mời trân trọng này, nên chi tất cả chư quý vị trở về đây để ủng hộ cho cái tinh thần Phật Pháp. Và lát nữa đây chúng ta sẽ cộng hợp cùng với gia đình cũng như đồng đạo Úc Nhân và ban tổ chức để thành tâm cầu nguyện cho hương linh người quá giảng được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và hàng năm như thế này đó là đồng đạo Úc Nhân đều có tổ chức long trọng và mời tất cả chư quý vị trở về dự diện được đông đủ. Và hôm nay chúng tôi cảm nhận đó là có tất cả chư quý vị từ ở phương xa, từ tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang và tất cả quý vị Tiền Giang cũng có đến. Và làm cho buổi lễ hôm nay được tăng thêm phần long trọng. Và chẳng những thế mà đồng đạo còn tổ chức để mà thuyết trình giáo lý truyền bá là cái chân lý của Đức Thầy, để mà tạo cái thi di công đức này để mà hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, hồi hướng cho cái vong linh người quá giảng. Thưa chư quý vị, đây là một cái việc làm hết sức là quý báu và tráng lệ vô song, không biết từ ngôn nào để mà tán dương xưng dự cho vừa với một cái tinh thần cao cả của toàn thể của cô bác anh chị em. Thưa chư quý vị, thì chương trình mà truyền bá giáo lý này là nhằm để mà chúng ta thực hiện qua cái ý chỉ của Đức Thầy đã kêu gọi: chớ chia rẽ, chớ hãy đồng tâm lực khui vọng vàng, đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo, học đường dưới trên hòa thuận, chọn đường quy nguyên. Đó là một tinh thần của người tín đồ Phật giáo hòa hảo. Chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải nghe lời kêu gọi của tổ thầy yêu kính, và luôn luôn lúc nào cũng in vào trong trí não của mình và khắc vào trong tâm khảm của mình, để mà mình nhớ lại coi như là cái lời của Đức Thầy để kêu gọi cho tất cả các tín đồ chúng ta phải tuân thủ và phải làm theo lời chỉ của Đức Thầy. Thì lời chỉ của Đức Thầy đã kêu gọi cho chúng ta đó là: chừng nào bổn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Là chừng nào mà tất cả các chúng sanh mà hiểu được tất cả những cái lời lẽ của Đức Thầy thì coi như là Đức Thầy mới chịu thôi cô bác anh em dùng đạo. Khùng ngồi nói chuyện quá dai, bị lòng bác ái nói hoài không thâu. Vì vậy cho nên hôm nay mình là cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo ngoan đạo, cho nên bây giờ chúng ta cũng tiếp tục để mà khai thông truyền bá giáo lý Đức Thầy. Kinh kệ cần lo tiếp tục truyền, tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên, bỏ đi lối sống theo ma quỷ, tầm đến đường sanh cõi Phật tiên. Đó là một cái việc làm hết sức là cao cả. Đây là một cái việc làm chúng ta thể hiện lên tinh thần đoàn kết, đau lưng xây cật, chen vai thích cánh cùng với nhau để mà lo cho giáo lý Đức Thầy khi tổ thầy còn xa vắng. Vậy thì nãy giờ quý vị mình cũng lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của hai vị đồng đạo là đồng đạo Mười Nghĩa cũng như đồng đạo Năm Tiếp, và đến với tất cả chư quý vị qua hai cái tiêu đề. Và bao nhiêu đó cũng đủ làm phương châm để cho chúng ta tấn ích trên con đường tu học của mình rồi. Nhưng mà trên cái phương diện truyền bá giáo lý, vì vậy cho nên cái thời gian còn khoảng trên dưới một tiếng đồng hồ, và chúng tôi cùng với quý vị để gặp gỡ thêm để mà dài nét tâm tình đạo đức nữa. Thôi chứ quý vị, vậy thì ban tổ chức cho biết là cái chương trình chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị là qua cái chương trình chia sẻ nghi vấn. Nếu như chương trình chia sẻ nghi vấn quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sấm thi, thì sẵn nhân sự tuần sự hôm nay tất cả chư quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy 2 câu, 4 câu hoặc giả là trong nội dung
Rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chứ quý vị. Rồi quý vị mình lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi xong, quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng, trách nhiệm ấy là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót hoặc giả là còn tối nghĩa. Đó là sự khát vọng, là mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để làm cho Phật Nhật được trùng quy và Pháp Luân được thường chuyển, và làm cho giáo lý Đức Thầy được truyền bá khắp cả bàn nhân bá tánh. Đó là công hạnh của tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi hợp tác để mà cùng nhau đáp đền ơn Tam Bảo trong muôn mật thôi. Thì chúng tôi cũng xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác anh chị em và chư quý vị, và cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nó thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Và chúng tôi xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại cho sứ ngôn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Một đồng đạo hỏi: bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo chăn du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phải gói, mà đồng đạo không có nhắn mà sứ ngôn hỏi lại: đời này pháp môn bế mạc là bế mạc như thế nào gọi là bế mạc, thánh đạo chăn du, chăn du là như thế nào gọi là chăn du, người thì tâm trí tối đen, mà tôi thấy người đời nay rất là thông minh mà sao Đức Thầy lại nói là người tâm trí tối đen, đời thì lắm ma dương phải gói, thì cái này thì anh Tư cũng giải cho nó rõ ràng. Nam Mô A Di Đà Phật. Và chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên, và được đồng đạo nêu lên trong một đoạn văn tản của Đức Thầy trong bài Sứ Mạng. Thưa chư quý vị, bài Sứ Mạng này đó là lúc Đức Thầy ra đời năm 1939, 6 giờ chiều Đức Thầy đã lập cái bàn để mà cáo hoàng thiên và có đọc rồi. Nhưng mà mãi đến coi như là năm 1942, khi mà Đức Thầy cư ngụ tại gia đình của ông Ký Giỏi á, thì rồi Đức Thầy coi như là mới viết lại coi như là cái bài Sứ Mạng này của bác anh em chị đồng đạo. Nhưng mà trong đây đó là đồng đạo chỉ trích ra trong đây một đoạn để mà chúng ta tìm hiểu thôi. Là trong đoạn đó là: bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo chăn du, người tâm trí tối đen, đời lắp ma dương phải đói. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi: bởi đời này pháp môn bế mạc là pháp môn bế mạc là bế mạc cách sao nha? Sao pháp môn bế mạc có thánh đạo chăn du, mà thánh đạo tại sao chăn du, mà người thì tâm trí tối đen? Rồi đồng đạo nói: thời kỳ này bây giờ đứa nhỏ 7-8 tuổi bây giờ nó cũng thông minh nữa, chứ đâu phải là tối đen. Nhưng mà cái gì coi như là tối đen mà đời lắm ma dương phải rối? Vậy thì bây giờ coi như là quý vị coi như là cùng với chúng tôi nghiên cứu trong một đoạn này mà mỹ ý của Đức Thầy giải cho chúng ta ra sao đây. Thưa chị quý vị, vậy thì bây giờ trong đây là Đức Thầy cho chúng ta biết là cái ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến lý thiên đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm quả sắp tràn lan rồi. Đây là thời cơ đã đến rồi, đã đến lúc Đức Thầy để lâm phàm để cứu độ cho chúng sanh, và tất cả các chúng sanh coi như là lâm vào trong hoàn cảnh đen tối, lâm vào trong hoàn cảnh hết sức là cái tình huống khổ sở vô cùng. Vì vậy cho nên Đức Phật mới lâm phàm cứu độ cho chúng sanh. Đời nếu được bình yên thật sự, ai cũng đều hưởng thọ trường sanh, chọn vui, chọn sáng, chọn lành, Phật đâu gọi việc tu hành làm chi, không? Nếu như đời này mà chọn vui, chọn sáng, chọn lành, ai cũng hưởng được sung sướng thì ông Phật không có lâm phàm để làm gì. Vì vậy cho nên Đức Phật lâm phàm để cứu độ cho chúng sanh, là chúng sanh đang lâm vào trong cái cảnh đồ tháng tan thương biến cải, và không biết bao nhiêu những cái cảnh khổ dồn dập. Nên Đức Thầy mới nói tháng năm 18 rõ ràng, cùng xóm cuối làng ai cũng cười đeo, xuống trần nhầm buổi nặng eo. Tất nhiên là trong khi chúng ta như là gặp phải nặng eo khổ sở, Đức Phật mới lâm phàm. Vậy thì bây giờ cái nặng eo của chúng sanh trong thời kỳ này là cái gì? Mời cùng quý vị chúng tôi tham khảo nha. Vậy thì bây giờ ở đây là pháp môn bế mạc. Vậy thì bây giờ pháp môn bế mạc đó là sao? Thưa chị quý vị, là cái pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa ra đời năm 624 đến 544 là Đức Phật mà Thích Ca Mâu Ni đã tịch diệt. Rồi khi đó cái pháp môn của Đức Phật đã truyền dài xuống từ Maha Ca Diếp, A Nan Thân Na Quả Tu Ưu Ba Cúc Đa, truyền dài xuống Bát Nhã Đa La cho đến Đạt Mạ Tổ Sư, rồi Huệ Khả Tăng Sáng Đạo Tính Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cho đến Lục Tổ Huệ Năng Tam Thập Tam Tổ. Đây là pháp môn không có bế mạc.
là mỗi người đều có pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại, và bao nhiêu người ta tu đắc đạo không biết bao nhiêu. Mãi đến năm 713, lúc bây giờ trong cái đó thần tú ra đời, không? Rồi bây giờ cái pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni coi như là bị bế tắc. Tôi bác anh em chứ đồng đạo. Nên hôm nay Đức Thầy mới nhắc lại cho chúng ta biết đó, đạo màu diệt khổ có từ lâu. Thần tú ra đời lại góp thâu chuông mỏ sám kinh, bèn cải sửa sáu hướng truyền lưu, lấp đạo màu, đúng không? Đạo màu nó bị lấp rồi. Mà đạo màu đó bị lấp đó là pháp môn bế mạc. Cô bác anh em dùng đạo. Vậy đi bây giờ chữ bế đó là gì? Bế đó là đóng, mạc nó là màn. Bế mạc có nghĩa là đóng màn. Vậy thì bây giờ đóng màn coi như là từ cái lúc Đức Phật Tổ Huệ Năng mà bắt truyền y bác. Có không? Bây giờ Đức Thầy có nói không? Có. Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết từ ngàn xưa Phật Pháp gài then có phải là bế mạc không? Gài then lại đâu? Từ ngàn xưa Phật Pháp gài then nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Vậy thì bây giờ bị gài then tất nhiên là bế mạc đóng lại, tất nhiên là cái chân lý chân truyền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó không còn được như là trong khi đó là được truyền dài xuống. Đó là pháp môn bế mạc. Thì bây giờ coi như là chính lúc đó Đức Thầy coi như là lâm phàm ra đời cứu độ cho chúng sanh, Đức Thầy mới mở cửa. Không, không mở cửa. Vậy thì bây giờ chỗ nào Đức Thầy nó mở cửa đây? Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết đạo mở cửa bài câu minh mục nước Ma Ha tứ tắc lâm phàm. Là chính năm 1939 là lúc đó Đức Thầy lâm phàm để cứu độ cho chúng sanh, Đức Thầy mới mở cửa, phải không? Đức Thầy mới nói nhìn cuộc thế bộn bề sống dậy, cửa thiền môn còn hỡi khóa then, đúng không? Còn hỡi khóa then là bế mạc, còn hỡi khóa then. Vậy thì bây giờ hôm nay Đức Thầy ra đời, Đức Thầy mới cho chúng ta biết xưa nay đạo hạnh quá lưu, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa. Tất nhiên là bây giờ hôm nay Đức Thầy lâm phàm để mở cửa, rừng rú kệ kinh cắt khoen rào, rước đưa sanh chúng rờ đời bể ái mà thử thét cho cùng cảnh thấp cao. Rồi ăn không? Vậy thì bây giờ cái câu này Đức Thầy nói rất chính xác cho chúng ta hiểu là ở nơi đây là pháp môn bế mạc đóng cửa. Cô bác anh em chân đầu đóng cửa, nghe không? Pháp môn bế mạc. Rồi bây giờ các pháp môn đã bế mạc như vậy rồi, bây giờ là trở lại coi như là sao nữa? Thánh đạo trăng du. À, thánh đạo trăng du. Mà thánh đạo đây là cái đạo khổng, phải không đồng đạo? Thánh đạo tức là đạo khổng, khuyên trai gái học theo khổng mạnh, sách thánh hiền dạy đạo làm người. Vậy thì bây giờ cái đạo thánh nó bị trăng du rồi. Mà cái đạo thánh nó trăng du đó là sao? Vậy thì bây giờ chữ trăng du đó là gì? Trăng tức là cỏ trăng, du là cỏ du. Vậy thì bây giờ trăng du tất nhiên là hai cái loại cỏ này coi như là trong khi đó nó mọc lên. Hồi xưa cửa khổng sân trình, nghe không? Là tất cả các coi như là những cái đệ tử của là khổng tử là mỗi lần đi tới đi lui, đi tới đi lui đang học hay vào trong coi như là sân trình để học đó, là cỏ sao cỏ trăng cỏ du nó mọc qua được. Rồi sau trong thời gian đó là cái đạo của Đức Khổng Tử bị bế tắc á, rồi bây giờ coi như là nó cỏ mọc đầy đàn hết. Cô bác anh em dùng đạo. Cho nên trong sách thánh có bảo cho chúng ta qua câu đó là thánh đạo trăng du chi dịch, có nghĩa là cái đạo thánh bị cỏ trăng cỏ du nó làm cho lấp đường hết rồi. À, lấp đường hết rồi. Đương nhân tạo cấp chi khai là cái người đời sau chúng ta là phải cố gắng để mở ra. Vậy bây giờ là thánh đạo trăng du là muốn nói cho cái đạo thánh là bị cái cỏ dại, cái cỏ mà đời đó nó làm cho lấp đi cái đạo thánh. Vậy bây giờ cái cỏ dại cỏ đời cái gì mà lấp? Cô bác anh em trong đạo đây, Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết đó là bút lâm dẹp giới diễn nghiêng, thế vào bút sắc cùng viên mật tròn, lần lần thế đạo suy mòn, tất nhiên không còn nữa, lần lần thế đạo suy mòn nền xưa nếp cũ, hỡi còn mấy ai? Không còn, không còn mấy ai trân trọng. Cho nên hôm nay Đức Thầy ra đời đến chi? Nên ta đem đạo đức duy trì gìn tục cổ, để người chẳng rõ để Đức Thầy mới nhìn lại, mới nhìn lại Đức Thầy mới gieo giống lại, coi như là gieo giống lại coi như là cái giống xưa, gọi là giống hiện xưa, bây giờ mới tỉa nghe dốc chờ ngày bông trổ thầm thầm. Đó tất nhiên là thánh đạo trăng du chi dịch rồi, tất nhiên là nó bị lấp hết rồi, bây giờ cái đạo thánh không còn nữa.
Cho nên chính vì cái đạo thánh không còn nữa mới có đến cái chỗ coi như là cái dạng trạng thái này. Đó là cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, rồi tranh lợi danh giết lẫn đồng bào tình huynh đệ, phân chia yểm bách, tất nhiên là không còn nữa. Nhưng ngặt nổi gặp đời hỗn độn rồi, câu quân thần phụ tử rã rời rồi, tất nhiên là không còn nữa. Đó là coi như là thánh đạo Trăng Du. Vậy thì bây giờ thánh đạo Trăng Du tất nhiên là con trai đấy, nhưng là theo cái đạo Khổng của hồi xưa, cô bác anh em trong đạo là có tam căn ngũ thường. Rồi cái người nữ tất nhiên là trong khi đó phải có tam tùng tứ đức, phải có hiếu đệ, lễ nghĩa, liêm sĩ, trung tính, tất nhiên đâu đó rõ ràng đàng hoàng. Nhưng mà cái thời kỳ nay bây giờ đó, nó không còn giữ được cái nề nếp giao phong đó, cô bác anh em trong đạo. Nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết Hạ Quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển, đổi dời gia can. Tất nhiên là bây giờ cái gia can cứ như là trong khi đó là cái đạo làm người, nó bị đổi mất hết rồi, nó đâu còn. Đó tất nhiên là qua cái câu này là thánh đạo Trăng Du. Vậy thì bây giờ hôm nay coi như là Đức Thầy ra đời để coi như là xương minh lên đạo Phật, giảng hồi lại cái đạo nhân, nên gọi là thánh đạo. Coi như là bây giờ Đức Thầy mới coi như là kéo gịch trở lại để cho chúng ta giữ được cái nề nếp đó, để mà chúng ta còn sống lại coi như là trong cái thời kỳ Thượng Quan Thánh Đức, mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là những tối hư tật xấu phải răng chừa, sao sẽ thấy người xưa tường tật mạch. Thôi cô bác anh em dừng đọc. Rồi qua cái câu sau đó là thánh đạo Trăng Du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phải rối. Mà đồng đạo mới hỏi vậy chứ, cái người tâm trí tại sao mà tối đen? Thôi nó màu đi, là con người chúng ta coi như là bị coi như là làn sóng văn minh vật chất nha mấy anh mấy chị mình. Làn sóng văn minh vật chất làm cho con người chúng ta bị tối đen. Đời càng vật chất văn minh, người tu càng phải rung rinh tâm lòng, chặt gìn được cái tâm không có nghe, khó như đem cột mà trồng biển khơi. Cho nên cái đời vật chất văn minh chiều chuộng này làm cho con người chúng ta bị đen tối, không có gì chân trời, phải không? Con người chúng ta coi như là vốn dĩ coi như là rất là sáng sủa, rất là thông minh đỉnh đạt, nhưng mà bị coi như là cái vấn đề coi như là vật chất văn minh làm cho con người mình bị u tối. Mà cái văn này gọi là văn thịt, văn xương, văn luôn bác ái tình thương đại đồng, văn con, văn vợ, văn chồng, mà văn luôn bác ái, mà văn lòng từ bi hết thì còn gì nữa mà không tối đen. Không có bác anh em đạo, văn hết trơn trỗi rồi. Cho nên mà thật tiến bộ thì không còn hung bạo, mà thật văn minh mới xây tả hòa bình, lấy chí xi cho rõ sự tình. Mà đời chưa thật văn minh tiến bộ, mà đời về vật chất thì thi đua cần gỗ, mà tinh thần không có mở mang, thấy nhân tình quá đổi khó khăn, lo cho kẻ mà thế gian bất ổn. Vì vậy cho nên ở nơi đây nếu như chúng ta không chạy theo cái làn sóng văn minh vật chất là con người chúng ta không bị đen tối. Cô bác anh em nhìn đạo có không? Bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta sở dĩ con người chúng ta bị đen tối nó có hai điều này. Một là Đức Thầy cho chúng ta biết thương ai ham giỏng ham dù, cũng như những kẻ đuôi mù đi đêm, đúng không? Cái người mà đuôi mù mà còn đi đêm nữa còn nhiều không tối không? Người tâm trí tối đen mà đã đuôi mù mà còn đi đêm thêm cái nữa là cái này còn tối còn không, phải không hiểu không? Vậy thì bây giờ ai mà còn ham giỏng nha, ham dù nha, đó là Đức Thầy cho chúng ta biết thương ai ham giỏng ham dù, cũng như những kẻ đuôi mù đi đêm à. Cái này là tối nè. Rồi cái nào tối nữa? Bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết là ham vui quyền quý là dại là ngu, đúng không? Ham vui quyền quý dại ngu, chữ sang danh vọng như mù đi đêm, đúng không? Cái này tối nè. Vậy thì bây giờ con người chúng ta ham như vậy đó thì làm cho con người chúng ta bị tối mắt. Mà bị tối mắt là bị danh, bị lợi không, chứ có gì đâu, phải không? Cho nên trong là kinh Phật đã bảo cho chúng ta thấy lợi đừng nhúng tay vào, mà hãy nhúng tay vào là hắc ám tâm trí, tối đen liền, phải không? Nếu như chúng ta mới coi như là nhúng tay vào trong vấn đề mà lợi ham lợi rồi, coi như là trong khi đó bị tối đen liền. Các cô bác anh em nhân đạo, thấy lợi là ở trước mắt là khó ăn, lòng dục nên tìm cách cản ngăn, chớ ham sướng mà sao mang họa. Bụng khi đói ngậm mồi khó nhã, mà nghèo gặp tiền chẳng mó dễ chi. Cá mắc câu cũng bởi thế ni, mà người phạm lỗi cũng vì lẽ ấy. Khi thèm ấy là khi thèm thấy là nhịn đi ít thấy, mà lúc nguy nạn trong sạch mấy ai. Như vậy thì bây giờ nếu như chúng ta mà giữ cái tấm lòng trong sạch không bị tối đen, là không vướng vào trong cái con đường mà danh lợi. Mà con người chúng ta càng vướng danh lợi nhiều chừng nào thì tâm trí tối đen nhiều chừng nấy, chứ có gì đâu. Nên câu này Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết bởi nề đầy pháp môn bế mạc,
thánh đạo tăng du, người tâm trí tối đen, là cái chỗ nãy giờ bàn đó, là người tâm trí tối đen tất nhiên là dướng vô tất nhiên là trong khi đó là đang tối trơn trọi, làm sao thông minh sáng suốt nổi không? Hồi xưa thái tử Sĩ Đạt Ta bỏ cung vàng địa ngọc quách thành thê tử vợ đẹp con ngoan dấn thân vào trong rừng sâu núi thẳm tham thiền nhập định là mới mở thông minh coi như là trí huệ được. Còn nếu như chúng ta mà quay đi ngược cái con đường đó, tất nhiên hồi xưa các vị thánh các vị Phật đã bỏ, mà mình bây giờ mình dướng vô rồi, tất nhiên là mình coi như là tối đen hết. Cô bác anh em dừng đọc. Muốn sáng suốt theo lời Phật bảo, muốn tối tâm theo lũ ma kêu, mà hạ đời có Phật thầy kêu, không tu tỉnh là tiêu hồn xác nha. Tôi có bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ ở nơi đây coi như là nãy giờ chúng tôi trình bày cùng với quý vị, đó là đời pháp môn bế mạc thánh đạo tăng du, người tâm trí tối đen rồi, phải không? Rồi Đức Thầy lại nói cho chúng ta biết trong bài dặn dò bốn đạo nè, trí phàm như chốn sơn lâm, đúng không? Là cái trí phàm của chúng ta như chốn sơn lâm, tất nhiên là cũng như ở trong cái rừng tấu vậy, phải không? Mà dạy dân như phá rừng cầm cho dân, tất nhiên là Đức Thầy dạy cho chúng ta giải khôn trần thế, chớ nào dạy ngu, dạy cho mình khôn hết. Vậy đó mà mình tu trong thời gian theo giáo lý Đức Thầy rồi quay đầu trở lại, bắt đầu mình không còn khôn nữa, không còn khôn nữa, quay đầu trở lại tất nhiên là mình đi theo con đường thị dục, không sao khôn nổi. Đồ bác anh em nhân đạo, đúng không? À, rồi bây giờ coi như là qua bốn từ sau nữa là đời lắm ma dương phải rối nghe. Cô bác anh em nhân đạo có phải rối không? Bây giờ cái người tu chúng ta đó, hàng ngày chúng ta tu, hàng ngày chúng ta tu như vậy đó, là đối mặt với coi như là ma quân có, ma dân có, ma nữ có. Cô bác anh em dùng đạo đối mặt hàng ngày luôn cô bác à, nên Đức Thầy nó là quỷ ma hay phá rối người tu. Đạo đức chư nhu ráng chi hành, chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Cho nên hồi xưa thái tử Sĩ Đạt Ta trong khi đó coi như là ma dương nó khuấy không nổi rồi, bây giờ nó mới đứng trước coi như là mặt Phật mà nó phát thệ. Nó nói hôm nay tôi phá ông Cồ Đàm không được, tôi nguyện đời đời kiếp kiếp là lúc nào tôi cũng như là cũng nguyện phá ngài cho bằng được. Mà tôi không phá ngài bằng được, tôi nguyện làm đệ tử của ngài, và tôi sẽ phá đệ tử của ngài cho bằng được cái đạo. Không? Cho nên cái lời nguyện đó đó là bây giờ đến cái giai đoạn này đúng rồi. Hồi xưa ác đạo ma dân đã thệ, phá Phật kỳ mặt thế cho tan, lời thệ kia nay đã đến màn, đâu chúng cũng tràn lan phây rối, ngăn ngại kẻ đạo màu đỏ lối, cản trở người tâm tối chưa thông. Là những người mà chưa rõ lối là nó không cho tu, mà cái người thông rồi bắt đầu nó cản trở. Vậy thì bây giờ cái người tu nào mà bị cái hoàn cảnh cản trở đó là ma không đó cô bác anh em chùm đầu. Mà chính chỗ này Đức Thầy mới cho chúng ta biết mắt đen thấy mắt trắng lò, Phật ma, ma Phật mới ra vợ tuồng. Mà trong khi đó nếu mà chúng ta vượt được đó là chúng ta thành công kết quả, còn bằng không vượt được đó, là chúng ta coi như là bị theo nó. Cô bác anh em dùng đạo, lời Phật dạy đạo cao ma khảo, mà khảo không rơi đó là bảo ma nghe nghe, mà hãy rơi đó thì cùng chúng đồng khoe sự tu, như thế nước khe trên nguồn. Tu 20 năm 30 năm gì không cần biết, mà nó khảo mình mà rơi rồi một cái tất nhiên là đi tốt luôn, tới thử đâu còn giữ được đâu, phải không? Cho nên coi như là đạo cao thì ma khảo. Cho nên quý vị mình mới phát tâm tu 1 năm 2 năm 3 năm chưa đâu, không có phá gì chân trời, mình tu bon ngon lành vậy đó. Mà mình tu lâu chừng 20 năm 30 năm rồi bắt đầu nó kiếm chuyện đủ thứ chân trời, mà kiếm chuyện hết ở bên ngoài rồi bắt đầu kiếm chuyện tới trong gia đình của mình. Cái người vợ tu bắt đầu ông chồng kiếm chuyện, ông chồng tu bắt đầu là cái người vợ kiếm chuyện, mà đó tất nhiên là cái trạng thái đó là cản trở mình. Cho nên mình bây giờ coi như là phải quyết định là đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Đạo cao nhất trượng, ma tại đầu thượng. Mà tới chừng người tu chúng ta đạo tại đầu thượng mới ma nhượng quy sư. Cho nên bây giờ ma lúc nào nó cũng mến lúc mình, nó cơ bác anh ấy dừng đạo. Mình ráng tu làm sao để mà vượt coi như là ma tại đầu thượng, thì ma nó mới nhượng quy hàng mình. Còn bằng không hay là nó không chịu phục mình, nó cơ bác anh ấy dừng đạo. Vậy thì bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết đời này lắm ma dương thấy thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta coi như là sợ mấy con ma nãy giờ kể bên ngoài nó khóa ha. Nhưng mà mấy con ma đó là mấy con ma là chúng ta tránh được. Ngoại xâm giặc đó hen là chúng ta còn thể đề phòng được. Giặc nào bằng thứ giặc lòng hả mấy con mấy chị? Giặc nào bằng thứ giặc lòng ha? Tất nhiên là cái trong lòng mình có giặc lúc nào cũng phải giữ, chớ không lúc ngừng của bác anh em chùm đạo. Vậy bây giờ cái giặc lòng của mình, có mấy con ma lòng của mình là mấy con ma nào? Thôi nói mau đi, là ba con ma lớn. Ba con ma lớn mà Đức Thầy cho chúng ta biết mau trở lại đừng theo tà quỷ: tham, sân, si,
chớ để trong lòng, giữ phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ, phải không? Phải đúng con ba con ma này không? Rồi ba con ma này bắt đầu nó sanh ra, coi như là tới là 13 con ma con, 13 con ma con nữa, tất nhiên là hỷ nộ ái ố ai cụ dục, đúng không? Rồi bây giờ là lục dục của mình, tất nhiên là mắt tai mũi lưỡi thân ý, là 13 con ma mà Đức Thầy cho chúng ta biết thắng thất tình, giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục, chớ cho ô nhiễm thập tâm ma, diệt bằng chí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi. Đó là Đức Thầy bảo cho chúng ta, đó là ma dương, có không? Đức Thầy nói là giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng mới thắng thất tình, giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục, chớ cho ô nhiễm. Vậy thì bây giờ đồng đạo hỏi, đời lắm ma dương thấy rối, mà ma dương thấy đấu thì tất nhiên là không thấy con ma nào trên trời tha quá tự tại xuống phá trên trời, mà thấy coi như là 13 con ma này không hả mấy chị? 13 con ma này tất nhiên là hỷ nộ ái ố ai cụ dục, bắt đầu người ta khen mình, bắt đầu trong khi đó cũng bị ma, rồi người ta chê mình, bắt đầu mình nổi giận lên cũng bị ma hang là nổ, rồi nổi nóng lên cũng như là cũng bị ma, rồi ái tất nhiên là cũng bị ma, yêu người ta quá cũng ma, không? Rồi cụ tất nhiên là sợ quá sợ cũng ma, rồi dục là muốn, có nghĩa là mình ham muốn cũng là ma, không ma không, không. Vậy thì bây giờ đời lắm ma dương khuấy rối, tất nhiên hàng ngày nó khuấy rối mình, như đồng đạo hiểu. Tất nhiên bây giờ nó giống như là cái máy gì nè, bắt đầu trong khi đó mình là cái người linh động lắm, mà bây giờ trong khi đó nó quá mình, cái con ma nó quá mình, làm cái con máy, cái máy cassette, bắt đầu nó muốn cho mình giận, bắt đầu nó cái ấn nút giận cho mình giận, bắt đầu trong khi nó muốn cho mình vui, bắt đầu nó ấn nút vui cho mình vui, không? Hằng ngày như vậy nó cứ ấn nút hoài cho mình, nó muốn cho mình giận, muốn cho mình buồn, muốn cho mình vui, tất nhiên là nó sai sự mình. Thôi thì bây giờ nếu như chúng ta muốn được như vậy, đừng có quá mình làm cái máy để cho người ta nhấn nút. Ai mà không muốn được như vậy đó, thì bây giờ quý vị mình nghe lời của Đức Khổng Tử đã chỉ dạy cho chúng ta, dị nhân chi bán dị thường nọ, có nghĩa là nghe người ta chê mình chưa có từng giận, thấy không? Dị nhân chi hỷ dị thường hỷ, dị nhân chi dự chứ, có nghĩa là nghe người ta khen mình dị thường hỷ, có nghĩa là người ta khen mình cách mấy đi chăng nữa cũng đừng lấy đó mà làm vui. Vậy thì bây giờ người ta khen người ta chê là cái chuyện của người ta, phải không? Khen chê tất nhiên là cái chuyện thường tình, mà mình phải đối mình tất nhiên là mình phải giữ mình cho coi như là được tốt đẹp. Thôi thì bây giờ cái chỗ này nghi vấn nhưng mà nó rộng quá coi như là nó thành đề tài nó bị loãng đi. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin trả lại coi như là cái ý kiến của đồng đạo nêu lên, đó là bởi đời này pháp môn bế mạc là các pháp môn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã bế mạc đóng cửa rồi, mà thánh đạo trăng du tất nhiên đạo thánh coi như là của đạo Đức Khổng Tử đó là đã bị bế tắc, đã bị loạn lưng can kỷ hết rồi. Người tâm trí tối đen tất nhiên là con người chúng ta càng ngày đi bị theo chạy theo con đường danh lợi, mà con người chúng ta phải bị tối đen. Đời lắm ma dương thấy rối như nãy giờ đã kể, tất nhiên là chúng ta phải cố gắng tu đi vượt qua những cái thử thách gian nan thì chúng ta mới thành công đắc quả được. Thôi thì đề tài này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin hết, và xin trả lại cho chân chủ ý kiến quý vị, nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật.